Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và trên tay mình đây là một chiếc CPU nhưng không phải đời 14. Bởi vì sắp tới đây thì Intel sẽ cho ra mắt chiếc CPU Intel đời 14 rồi. Và đây sẽ là video đầy đủ thông tin về nó. Intel Core i đời 14 sẽ sử dụng cấu trúc Raptor Lake. Vậy có nghĩa đời 14 sẽ là Raptor Lake Refresh anh em nhé. Thế có nghĩa là không có gì mới về cấu trúc hay bất kỳ điều gì hết. Bắt đầu với cả i9, chúng ta sẽ có i9 14900K và 14900, vẫn có 4 nhân P và 16 nhân E. Mức xung của chiếc 14900K thì sẽ ngang bằng với cả 13900KS, tức là 6GHz đấy anh em ạ. Còn mức xung boost của 14900 thì cao hơn một chút so với cả 13900. Nhưng thứ ấn tượng nhất của năm nay có lẽ sẽ là dòng i7. Do năm trước, chiếc i7 13700 không thực sự tách biệt so với cả 12600 cho lắm, do i7 cũng chỉ hơn i5 2 nhân P. Nhưng năm nay thì khác rồi anh em ạ. Số nhân P vẫn được giữ ở mức 8, nhưng số nhân E thì đã được tăng lên thêm 12, tức là nhiều hơn 4 nhân so với cả i5 mới và i5 cũ. Xung cũng được tăng thêm một chút, nhưng chỉ một chút thôi, không nhiều quá. Cái sự thất vọng đã quay trở lại với cả chiếc CPU i5. Tất cả các CPU này, i5 14600K này, 14600 này, 14500, 14400 đều vẫn giữ nguyên số nhân, số luồng, số điện như 13600K, 13600 thông thường, 13500 và 13400 luôn. Có vẻ như không có gì quá nổi bật và quá ấn tượng cả, chỉ được tăng một chút về số xung nhưng vẫn giữ nguyên về số điện. Và cuối cùng là i3, tuy rằng đã có rất nhiều tin đồn rằng sẽ có 4 nhân P và 2 nhân E hay gì đó, nhưng mà không anh em ạ. Chiếc i3 14100 cũng vẫn chỉ có 4 nhân 8 luồng như cũ, không có gì khác biệt hết. Nó chỉ là một sự tăng trưởng nhỏ nhẹ cho một chiếc CPU i3 mà thôi. Thực sự là như thế đấy. Nhưng mà về mức giá hay sao? Hiện tại thì Việt Nam ta chưa có mức giá chính thức, nhưng bây giờ ấy, đã có thông tin leak về mức giá của một vài em CPU đời 14 tại Canada rồi. Và theo như thông số leak, ta có thể thấy rằng 14900KF sẽ tăng 5% so với cả 13900KF, 14700K sẽ đắt hơn 2% so với cả 13700K, bản KF thì tăng 4% so với cả đời 13, em 14600K sẽ tăng tận 7% so với cả 13600K, còn có mỗi 14600KF là giữ im giá mà thôi. Nghe đến đây thì thực sự hơi chán nhỉ, hơi buồn, vì đây cũng chỉ là một sự refresh của CPU không đáng mua cho lắm. Hiệu năng của dòng 14 sẽ hơn dòng 13 tầm dưới 10%. Ví dụ như là 14600K khi chưa ép xung solo với cả 13600K cũng chưa ép xung thì hiệu năng đơn nhân chỉ tăng có 4% về đơn nhân mà thôi. Chỉ tăng 4%, còn 8% về đa nhân. Một con số thực sự khá là thất vọng. Khi nhìn vào bảng thì mình nghĩ rằng 14700K sẽ cực kỳ đáng mua, nhưng con số trong thời điểm hiện tại thì lại không chỉ ra điều đó. Bạn sẽ nhận thấy rằng 4 nhân P không đủ để thay đổi bố cục trong Geekbench 6. i7 14700K cũng chỉ mạnh hơn 10% so với cả 13700K khi nói về cả đơn nhân và cả đa nhân nữa. Đúng là gây thất vọng thực sự. Nhiều khi thế hệ 14 ra mắt lại có nhiều người mua thế hệ 13 chứ, bởi vì thế hệ 13 thực sự quá đỗi là ngon và mức giá bây giờ thì quá rẻ rồi. Nhiều khi mọi người còn quay về với cả 12 chứ. Đơn giản, 12 vẫn rất là chất. Tuy là thế hệ đầu tiên của những chiếc CPU hybrid, nhưng sở hữu một chiếc 12700K hay 12600K vẫn là giấc mơ của rất rất là nhiều người. Nói chung cũng dễ hiểu thôi. Chúng ta đã quay lại cái thời mà CPU chỉ tăng tầm 5-10% mỗi năm, đơn giản vì cạnh tranh khá là kém. Tuy rằng AMD đã có những năm tháng bùng nổ với cái ARM4 khiến cho Intel phải vượt bậc liên tục, nhưng khi sang ARM5, giá CPU AMD rẻ thật nhưng giá bên thì lại quá đắt. Đồng thời, giá Intel tại thị trường Việt Nam ấy quá đỗi là rẻ luôn, dẫn tới việc người dùng chọn Intel khá là nhiều. Và hiện tại thì Intel còn có một cái bài tẩy nữa, đó chính là Intel Core Ultra dòng Meteor Lake. Nếu các bạn hứng thú với cả em 12 hay 13 ấy, thì mình nghĩ rằng các bạn nên hút ngay trong thời điểm hiện tại. Bởi vì bây giờ ấy, mức giá đã rất là rẻ rồi. Đồng thời Hacom cũng nhập trực tiếp một vài em về và bảo hành chính hãng của Hacom luôn. Thế nên giá rẻ hơn khá so với cả hàng của bên gì đấy. Nếu mà anh em hứng thú thì có thể hút ngay vào luôn nhé. Còn nếu mà anh em thấy video này hay và nói chung đưa được thông tin chuẩn cho anh em thì hãy bấm like và subscribe nhé. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp lại anh em tại video sau.